Vương Đình Huệ bị kỷ luật, Võ Văn Thưởng thoát nạn nhưng vẫn chưa yên. Việc Bộ Chính trị, Ban Bí thư đưa ra xem xét thi hành kỷ luật đối với cựu Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và cựu Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sau hơn 8 tháng bị mất chức được đánh giá là những diễn biến bất thường. Theo đó, Bộ Chính trị vừa ra quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo với cựu Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhưng chưa xét xử lý kỷ luật ông Võ Văn Thưởng với lý do ông Thưởng đang điều trị bệnh. Nguồn tin nội bộ của Thời báo cho biết ông Thưởng đang bị ung thư phổi. Công luận cho rằng như vậy, biệt lệ dành cho các lãnh đạo hàng tứ trụ không bị xử lý kỷ luật dưới thời cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã bị Tổng Bí thư Tô Lâm phá bỏ. Và Vương Đình Huệ thành nhân vật tứ trụ đầu tiên bị Bộ Chính trị kỷ luật sau khi đã mất chức vào ngày 26 tháng 4. Công luận nghi ngờ và đặt câu hỏi, vì sao hai ông Thưởng và Huệ đều tham nhũng như nhau nhưng ông Thưởng lại được ưu ái hơn ông Vương Đình Huệ? Chiếu theo quy định về công tác chăm sóc sức khỏe cán bộ các cấp thuộc diện Bộ Chính trị do Ban Bí thư quản lý, quy định kiểm tra sức khỏe định kỳ 6 tháng một lần. Đồng thời, trước khi bổ nhiệm hoặc giới thiệu ứng cử, nhân sự cần kiểm tra sức khỏe toàn diện và kết luận phân loại sức khỏe. Vậy tại sao không phát hiện ra vấn đề sức khỏe của ông Thưởng từ trước? Ông Võ Văn Thưởng bị cáo buộc nhận hối lộ 64 tỷ đồng trong thời gian giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2011-2014, từ tập đoàn Phúc Sơn tại tỉnh này, để mà xây dựng nhà thờ Tổ ở Vĩnh Long. Còn ông Vương Đình Huệ bị cho là phải chịu trách nhiệm người đứng đầu khi để cấp dưới là Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà nhận hối lộ 2.200 tỷ từ tập đoàn Thuận An. Theo giới quan sát, sự kiện ông Vương Đình Huệ mất chức phản ánh tình hình chính trị phức tạp và những biến động trong nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đáng chú ý, sau khi bị mất chức, ông Vương Đình Huệ phải tuân thủ các quy định nghiêm ngặt của Đảng như không được trả lời phỏng vấn báo chí, không được xuất cảnh ra nước ngoài mà không có sự giám sát. Điều đó cho thấy ông Huệ có thể phải đối mặt với các hình thức kỷ luật nghiêm khắc hơn. Ông Vương Đình Huệ có thể sẽ phải đối mặt với một tương lai chính trị ảm đạm, với nhiều hạn chế trong các hoạt động và nguy cơ bị điều tra xử lý theo pháp luật rất cao. Thậm chí có mức có thể phải chịu trách nhiệm hình sự. Đáng chú ý, mối quan hệ giữa Tổng Bí thư Tô Lâm và ông Vương Đình Huệ được mô tả là rất căng thẳng và cạnh tranh trong thời gian khá dài. Bộ trưởng Công an Tô Lâm được cho là đã sử dụng quyền lực của mình để tiến hành các cuộc điều tra nhằm vào các đối thủ chính trị, trong đó có ông Võ Văn Thưởng và ông Vương Đình Huệ. Theo giới thạo tin, trước đó, Bộ trưởng Tô Lâm đã đặt vấn đề thẳng với ông Võ Văn Thưởng, nếu chủ động rút lui sẽ được chấp nhận hạ cánh an toàn. Đồng thời, Bộ Công an cũng bắn tín hiệu yêu cầu ông Vương Đình Huệ phải chủ động rút lui sẽ được chấp nhận hạ cánh an toàn như ông Thưởng. Nhưng ông Huệ khi đó đã bác bỏ tất cả các cáo buộc, đồng thời đe dọa sẽ tiết lộ các vụ việc sai phạm của ông Tô Lâm và Bộ Công an lên cấp cao. Đây chính là lý do dẫn đến việc ông Tô Lâm quyết định nhanh chóng ra tay và chỉ đạo cho cơ quan cảnh sát điều tra C03 bắt giữ trợ lý thân cận của ông Huệ là Phạm Thái Hà ngay tại sân bay Nội Bài sau khi ông này trở về từ Trung Quốc cùng ông Vương Đình Huệ. Theo giới quan sát, việc ông Huệ bị kỷ luật cảnh cáo, ông Thưởng được tạm tha với lý do để điều trị bệnh đã cho thấy còn nhiều diễn biến khôn lường trong chính trường tại Việt Nam dưới bàn tay của Tổng Bí thư Tô Lâm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin Vương Đình Huệ bị kỷ luật, Võ Văn Thưởng thoát nạn nhưng vẫn chưa yên. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Cuộc so găng giữa Tô Lâm và Lương Cường, ai sẽ thắng ai? Hiện nay, sự mâu thuẫn của Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường đã trở thành tâm điểm cuộc chiến quyền lực trong nội bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là cuộc đấu giữa hai phe theo xu hướng bảo thủ và cải cách trong đảng. Ngay từ khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có những dấu hiệu suy yếu về sức khỏe do tuổi tác, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã mượn danh ông Trọng dưới chiêu bài chống tham nhũng không có vùng cấm để thẳng tay chạm không thương tiếc các nhân sự lãnh đạo cấp cao. Đó là các nhân vật được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chọn lựa. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng chia bè, kéo cánh
và dẫn đến sự phân rã tình đồng chí cũng như sự đoàn kết trong đảng. Sau khi sức khỏe của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có dấu hiệu sa sút nhưng chưa tắt thở, với sức mạnh của phe cánh và sự mưu mẹo của mình, Chủ tịch nước Tô Lâm nhân danh đảng đã tự cho mình quyền nắm vai trò tạm quyền lãnh đạo của đảng và nhà nước. Đây là việc làm hoàn toàn trái với quy định của Đảng Cộng sản Việt Nam. Theo quy định của đảng, khi chức danh Tổng Bí thư bị khuyết, Thường trực Ban Bí thư sẽ tạm thời thay thế để chủ trì và chỉ đạo các công việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng cho đến khi Hội nghị Trung ương gần nhất bầu ra Tổng Bí thư mới. Theo đó, Thường trực Ban Bí thư Đại tướng Lương Cường sẽ là người tạm quyền thay thế, chứ không phải là Chủ tịch nước Tô Lâm. Đây là lý do trong lễ quốc tang của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người ta thấy tồn tại song song hai cơ quan tổ chức lễ tang khác nhau. Mối bất hòa giữa Lương Cường và Tô Lâm nhanh chóng hình thành và phát triển, trong khi Tô Lâm bất chấp tất cả để thâu tóm quyền lực tuyệt đối trong đảng. Chỉ trong vòng 172 ngày sau khi ông Trọng qua đời vào ngày 3 tháng 8, Đại tướng Tô Lâm nắm giữ hai chức vụ hàng đầu cao nhất của đảng là Tổng Bí thư và Chủ tịch nước. Đây là điều khiến cho một bộ phận tướng lĩnh của phe quân đội và một số đông lãnh đạo cấp cao trong đảng nổi giận. Tuy nhiên, Tổng Bí thư Tô Lâm ngay sau đó vào ngày 21 tháng 10 đã phải chấp nhận nhả chiếc ghế Chủ tịch nước lại cho Đại tướng Lương Cường. Giới phân tích đã đưa ra so sánh về các điểm mạnh và điểm yếu của Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng Bí thư Tô Lâm, cũng như sức mạnh tổng hợp của mỗi phe có thể được phân tích như sau. Chủ tịch nước Lương Cường là người có bề dày kinh nghiệm trong quân đội. Trước khi được bầu làm Chủ tịch nước, ông Cường có chuyến thăm Trung Quốc. Điều đó cho thấy khả năng cao ông Lương Cường được lãnh đạo Bắc Kinh hậu thuẫn. Tuy nhiên, điểm yếu của ông Lương Cường là kinh nghiệm chính trị trong lĩnh vực quản lý nhà nước chưa sâu rộng, mà trong sự cố trong chuyến thăm Chile vừa qua, một cận vệ trong đoàn của ông bị cáo buộc là lạm dụng tình dục, là một bằng chứng rõ nhất gây ảnh hưởng đến bộ mặt của quốc gia. Tổng Bí thư Tô Lâm thì lại có điểm mạnh về kinh nghiệm chính trị và an ninh. Đại tướng Tô Lâm được đánh giá là chính khách, có kinh nghiệm sâu rộng trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, điểm yếu nhất của ông Tô Lâm đó là tham vọng quyền lực. Tổng Bí thư Tô Lâm có tham vọng nhất thể hóa quyền lực, tương tự mô hình chính trị bên Trung Quốc. Đây là điều trái với truyền thống của Đảng Cộng sản Việt Nam và cũng là điều mà ban lãnh đạo Trung Nam Hải không bao giờ mong muốn. Hơn nữa, Tổng Bí thư Tô Lâm được cho là có một hồ sơ lãnh tụ quá mỏng nên vẫn phải nhờ cậy của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Đây được cho là một trong những tử huyệt chết người có thể đẩy ông Tô Lâm vào tình trạng thân bại danh liệt. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin ngày hôm nay, cuộc so găng giữa Tô Lâm và Lương Cường, ai sẽ thắng? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.